Ấy, what's up boys, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với tập tiếp theo của Terraria Calamity Co-op trong channel của mình. Hình như cái Consolaria nó cần phải update xong rồi là cần phải tải thêm một cái mod phụ gì đấy à? Thôi, bỏ đi. Bỏ đi à? Đằng nào tôi vào cái Google cũng tắt rồi. Okay. Em mày có gì hơn không? Nhưng mà đừng có farm quá đà được cánh à. Đây, cái farm 3.0 của tôi, 2.0 của tôi. Sao? Nè. Oh my Jesus Christ, đã chui vào trong mấy rồi á? Khoát được thêm một key ấy. What? Xong rồi chui vào được đấy ấy. Xong rồi lại còn đào luôn được cả cái gì nhỉ? Cái Rod of Discord à? À, cho là câu cá à đúng không? Câu cá. Buồn gì nhỉ? Đây là cái phần cái hòm cuối cùng dành cho chú hết ấy. Buồn. Đây hả? Ah, Radiant Ooze, you made a line. Ôi dồi ôi, this combat. Mấy cái đấy vẫn chưa xong đâu. Mấy cái phần đầu ấy. Ok, Rod of Discord này và Illuminant Hook. Heart Defect Amulet, equipable material, taking them and making you move very fast for a short time, increase ammo penetration by 10, name you time after being struck, provide light underwater and provide a small amount of light in the abyss. Cost star to fall when damaged. Tức là nó được cộng bởi các cái gì à, từ con mimic đúng không? Các cái từ con mimic đúng không? Như kiểu là star, mulet, các thứ thứ Cái hòm que ở cạnh. Oh, cái từ cái nếu như mình tắt cái Consolaria đi thì hồi 120 máu mà từ con Turkey đấy thì cũng vứt đi à? Mất. Đây xem nào. Proposal pistol. Banarang nè. Nhưng mà mỗi tội lại là melee liên quan. Road gem từ Blazing Star. Nó như kiểu là Boomerang ấy. Toxic Cap à? Uầy. Đây câu cá mà. Legend là còn Unreal Uzi mà vồn thật. Bây giờ thì tôi phải đi tìm cái không còn Titan gì không hay là gì không? Còn Titan. Làm cái giáp Hot Burn ấy. Frostburn à? Tôi hết Titan này, còn không đủ làm một bộ Titan nữa. Frostblade mà vẫn cần Titan, tức là chú lại farm thêm cả Frostcore. Adamantite. Đâu nhỉ? Adamantite đéo đủ, khổ. Đéo đủ á? Đéo thì đủ nổi, 37. Đúng. 37 O cộng thêm 2, 37 3 cộng thêm 24 O nữa đủ thì chó rồi. Một niềm tin đáo. Vồn ok, chua đào thì đào. Ice Feather. Ơ đi vệ. Cái này như kiểu Space Dolphin Machine Gun luôn này. 277 đam cho cái Plant Coin. Ôi dồi ôi, chú vào, chú vào, chú để farm coin Không, tôi đủ rồi mà. Vồn. Nhưng mà lại ôi gì. Thì bà lại bà nè. Thì vậy tôi thấy là ốp lắm rồi đấy. Thì vậy tôi ngửi cái mùi ốp rồi đấy. Test thử con mimic này. Mà chỉ còn đánh một cái. Cô đã bắn đi. 1.700 thôi. Vài nồi. Ồ, thầy đốn mạng lắm. Trong khi đó tôi gây được trăm đam nhân dây. Khổ. Có 1.000 đam chứ mấy. Mẹ có 1.000 đam chứ mấy. Khổ thế em biết. Thế mà nhìn cua một tí, tôi chưa đi qua canh cua để phải chú farm hết thì thử ra chú đấm rõ cua tôi. Tôi cắt dây. Khổ quá. Làm được thêm một key mà vẫn được. Tôi chưa hiểu cho làm cái gì. Cho làm cái gì chứ. Để sâu hợp lại này. Ui, dễ quá chứ. Dễ mà. Sâu hợp lại này, Jungle Spore, rồi mà Rip Mahagoni chứ hết. Cậu thật. Wow. Hurt. Everything hurt. Nhìn cái đống ở dưới ấy, mẹ trông kinh. Mình có bật cái thì là mình có bật cái trophy gì lên tăng spawn rate mà. Ôi giời, everything hurt. Holy shit. Bọn này ít knock back. I'm about to die. Not cool. I'm about to die, not cool. Not cool at all. Jesus Christ. Khổ quá. Chú ở thằng bảo để về đây mà. Thì chú cứ đi. Để tôi biết vị trí thôi, chủ yếu là thế. Gì vậy? Cái để có uống vội. What the fuck? Đánh bot uống.
chưa biết là gì. Tăng đam giảm defense. À, plan của tôi á. Vồn. Ờ, cái gì à, 50% cho all đam ấy. 46. À, thế 46 ấy chứ là vừa sinh hay sao ấy nhỉ? À, không nhầm. Được đấy. Ờ, thì làm cả cái Titan với cái Adamantite. Úi dồi, vậy. À, ơi nhờ. Big brain. Big brain. À, make sense cho mỗi tôi là mình phải làm một mảnh là Titan, còn hai mảnh còn lại là Adamantite, kiểu kiểu thế. Big brain time, ok, sure. Big brain. Xem đây là cảnh. Ờ, mình chính xác hình như là do chú với tôi chạy nhanh quá rồi con tưởng nó ép rào ấy. Chứ tại vì tôi đi bình thường mà nó đâu thấy nó ép gì đâu. Không, hai thằng chạy cũng gần gần mà đâu phải là nỗi là quá là xa. Ơ đi mẹ chạy như thằng Yên ấy. Chạy tít thằng cái thằng mù nào ấy. Ơ rồi cái gì ấy. Lại The Destroyer ở đi châu thật làm rau. Nó đi chỗ nào ấy. Nó ở gần nhà này. Ơ mà không có gì. Ô. Wow, tôi đã đánh nhau với nó, wow. Wow, how to giết. Nhưng mà thực sự cũng cát, cũng khả năng là mình cát rồi. Nhưng mà căn bản là mình sẽ không làm được. Holy fuck. Một cái điều vấn đề ở đây là mình sẽ không làm được cái trick kia. Bởi vì là con sâu nó cố tình nó bay kinh lắm. Ôi, lạc tùm đít rồi, mẹ máy. Máy lag mà. Holy. Ôi rồi, đúng prop sợ thế vậy. Tôi vừa uống cái tôi vừa uống nhầm cái đi. Oh my god, tôi vừa uống vào cái mà chú bảo là đừng nên uống bây giờ bởi vì oh my god, tôi đang nhìn cái gì đây? Oh my 50% đam ấy. Subscribe 50% cái mẹ cháu, tôi không muốn bị phê cần thì cậu. Ờ, tá dụ cắn trước là như vậy. Úi giời ơi. Ôi giời ơi, cắn. Oh my. Tôi what the. Ôi, là xe kinh thế. Là xe của nó có sạc điện ấy ạ. Từ đầu map cũng là dừng lời đấy luôn, cậu thật. Chờ cả hai rồi. Holy fuck, thì cầm mẹ cái đống weapon thì cho tôi thả có tác dụng đấy hơn nhiều. Mà sắp tới thì cái bản 1.4 nó đã update lên thì chắc là mấy cái mod này nó phải đợi một lúc một thời gian dài nó mới ấy. Mãi rồi thì phải thôi cắn cái căn thuốc của chú thì thịt mẹ. Sợ mà. Ai ơi. Cắn thuốc kiểu đấy thì tệ quá. Còn mẹ tôi không biết con là con thật. Everything is everywhere. Smoke. Đấy đâu phải weed đéo đâu thì mẹ. Thuốc phiện. Tổng hợp. Thuốc phiện. Wow. Chơi tổng hợp. Này của chú này. That's my pole. Ấu rồi giời. Cô nhìn đẹp hết rồi. Có thêm cả cái lửa. Mà cái căn bản là bây giờ thì melee and rank attack cost frostburn. Melee and rank attack nhưng nó không tính ở road thì thành thử ra bây giờ chơi road time nó cũng bị phí. Tưởng chú thử ném road xem mà có frostburn không. Không biết là có. Không, nó chỉ inflict fire rồi nó không có frostburn. Fuck. Thế bây giờ xanh chẳng lẽ là chơi cầm Uzi khổ thế. Thì bây giờ tầm này Uzi fine, nếu như mình muốn DPS bộ thế thôi. Trời ơi, thì lại làm đạn vậy. À đây này, tôi có đạn này. Nè. Vãi nhìn. Curse flame pouch luôn mà. Jesus Christ. Xịn thế. Có thêm chạy lửa. Đánh bằng cái gì rồi nhỉ? Có thêm chạy lửa không? Chắc là không. Cận. Dùng cái đát à? Nhưng mà tôi con đấy thì đâu có con đấy thì đâu có cần piercing cho nó nữa. Tôi có bao giờ đánh đi mày. Đánh buổi tối à? Ê, như buổi nào cũng được. Nói đi gọi đi. Where the fuck? Đây rồi. Nả đạn. Nả đạn. Đấy, cứ nhìn theo cái
Radar giọt, úi dồi. Và trời, ông tránh tất cả mọi thứ kiểu gì. Đi lên bật cái kia khỏi cái gạt này tập tức tắt nữa. No. Cứ bị dính ra thì mất. Cứ bị dính ra thì là mất. Ừ, trời. Ow. I'm doing pretty well. Not gonna lie to you. Cái này cứng ấy. Đây cứng nhỉ. Cần trúng. Oh my goodness. Tôi giữ Aria lên từ lấy giờ rồi đấy. Never mind. Mấy cái projectile này cũng nhìn chung cũng khó chứ. Mày gọi là mấy con mặt là giặc nào đây. Burn, baby burn. Ua. Projectile khó tránh kinh khủng. Đầu thì còn tránh được, nhưng mà lại sau thì đéo tránh không được. Nó tạo thành các cái mưa lên đi. Mẹ vừa thích cài tí đẹo ơi. Mẹ tí. Vừa thích cài tí á. Thì bây giờ nó thật không thể nào mà dùng được Rod and Discord trong những cái trường hợp này, bởi vì là mình chưa quen. Thế khi mà đánh nhất là khi đánh bot. Nó đang chat lại rồi nè. Đúng rồi đấy. Ăn thử, ăn thử. Ho ho. Nó chát mặt tôi. Cái đậu. Kill it. Có khi về nhà đi để tôi nhận agro. Holy. Đang live regen từ từ chậm chậm. Từ từ chậm chậm. Fucking heck, không kịp té. Này kép còn 11% máu luôn mà. Lồi thật. Cố lên. Sống đi, tôi còn 10 giây. 8, 7, 6, 5. Rồi. Không zoom được màn hình. Nhầm. Gì vậy? Oh my god, so intense. Vãi đi thật. Jesus Christ. Đâu rồi? 1% máu. Cứng này rồi. Chơi. Ôi dồi ôi, holy fuck. Ác mây. Ai? Ác mây à? Permafrost. Wow, 1 melee dam kìa. Wow. With a percentage of enemy health. Percentage of enemy health? What the F? Percentage of enemy health on hit? Wow. Fought by Blaster này. Tức là cái câu Hot Icicle này thực ra thì là nó gây thì có một đam thôi. Nhưng mà mỗi tội lại là nó gây theo phần trăm máu của chúng nó à. Wow. Nhưng mà mỗi tội là chẳng lẽ nó chỉ chọc như kiểu cái shot thì hơi buồn cười. Rigid 3. Thực sự là Rigid 3 thì mình hoàn toàn có thể làm không khác thay thế cho cái Adamantine đấy mà. Thay được. Cơ mà từ liệu cái Fidget 3 này thì mình có thể làm từ một giáp. À không, vẫn là Squad Pack thôi. Nhưng mà nó có một số các cái đồ rogue này. Fire along range boomerang, đặt lại boomerang. Địch nhau. Cái 3 này đào kiểu mẹ gì ấy. Chưa đào được á? Cuốc này không đào được hay thì phải lại phải cuốc Adamantine. Có khi lại phải cuốc Pickaxe. The ice cave crackling with frigid energy. Cho chú tự lên wiki search xem. Đây, Adamantine pickaxe. This got me thật à? Sure.
Cryonic, mình sẽ cần Cryonic rất nhiều đấy. Tương đối nhiều Cryonic cộng với Essence of Ilium để mà làm ra bộ giáp Daedalus Helm. Daedalus nói chung. Không phải Lius. Hai người. Cụ. Hết rồi. chú đảo. Fuck sake. Không bị vứt tôi quốc tôi xuống rồi đảo. Không cần. Đây quốc chủ đâu? Gì? Đây quốc chủ đâu? Làm gì còn để làm? Không biết tôi bảo là quốc kia à vài right. Quốc kia đảo đâu? Quốc Mithril mà. Đi mẹ vì tôi còn làm quốc Mithril đéo. Thế làm quốc Mithril gì vậy? Đảo. Thì đây tôi làm. Không cần quốc Adamantine mà. Không quốc Adamantine để đào Mithril. À để đào Adamantine. À quốc Mithril để đào. Không. Đảo à. Thì đây... Tôi cần quốc Mithril đào cái đống Titanium tại vì tôi hết Titanium. Nhưng mà cái O này thì cần Adamantine với Titanium pickaxe. What? Ở đây thì chả không làm Mithril trước. Thì làm mẹ cái Mithril pickaxe trước thôi mình xuống đào rồi. Ất giờ hơi à? What? Thì làm quốc Mithril ý chú là gì? Ý tôi là chú làm cái quốc Adamantine chưa? Chưa. Khổ. Tôi làm bộ giáp mà. Bây giờ thì hết. Thì làm cái quốc là Mithril đảo. Khổ thế tàn. Khổ thế cũng chửi nhau. Mẹ đào cái o đấy mà làm cái quốc thì đào o hơi ghê. Tôi đang nói đến cái Cryonic ấy. Biết rồi, anh chả biết rồi, chú đang nói Cryonic thì mình cần cái gì là Adamantine pickaxe. Nhưng mà không, để mà tôi, gì? Cái o Cryonic ấy đào ra để làm cái quốc. Nhưng mà cái quốc đấy cũng đào được Cryonic. Thế là mình chỉ có vài lựa chọn là Adamantine với Titanium hiện tại thôi. Wow. Hai tìm. Ôi giời ơi. Mẹ nó. Phải xuống sâu hơn một chút nhỉ. Đúng mẹ dưới địa ngục rồi. Extra shiny. Đào phanh vậy. Có mấy con slime rớt ra Cryonic. Slime rớt ra Cryonic có hả? Ờ. Có khi lười đào là thế cũng được. A few moments later. The fuck. It's the motherfucking blood moon. Đông thế trời ơi. Lại một đống loot. À ừ nhỉ. Blood moon thì nó tăng cái lượng quái spawn ra ở mà sao xung quanh người tôi có 49 con quái mà tôi đang ở trong vùng băng mấy vùng hollow. Tại sao mình ở đây nhỉ? Wow. I'm dead, I'm so dead, I'm so dead. Holy shit! Cái gì ấy? Oh my fuck! Thôi. Tôi sợ mà. Ông tưởng tượng thông thường ở ngoài, chỗ ở ngoài trên không trung này thì 45, à 50 con quái ở xung quanh người đã đủ giận người thế nào rồi. Đây ở trong tôi là Halo thì mẹ đi. Ôi dồi ôi. I'm good, I'm fine, I'm perfectly fine. À chứ mẹ cái Doom Eternal ấy mẹ nó nóng đến tận gần 90 độ xong rồi tôi bỏ mẹ cái tháo mẹ cái máy ra xong rồi để cái quạt hộp rồi tôi thổi. Đúng 70 độ ấy. Wow. Shit. Tản nhiệt cực mạnh. Tản nhiệt. Cứ phải nói tản nhiệt thế là hơi xịn ấy. Mẹ xuống 20 độ. gần hơn 10 độ. Trời sáng rồi, nắng lên rực rỡ. Mà tôi ước gì đó tôi dài thêm tí nữa được. Tham sướng. Ai mà cũng được hơn plat được. Titanium không biết đủ không. Sợ đéo đủ. Để đi. Chắc rồi. Đủ. Ý con mẹ thôi biết cái mà. Để thiếu vài o. Thiếu một o. Đi con.
tôi chưa kịp tính, tôi nhìn 99 o tôi đã thấy đáng lòng rồi. May quá trong Ionic 3 đấy. Được Ionic 3. Thế còn mẹ thế thì mình làm được Ionic 3 để làm được cái pickaxe là 7 cái thì có đủ Ionic o chưa? Đủ. Anh chị thế thì thôi phải đi đào titanium mình mẹ gì. Mất thời gian bánh nổi. Dịt cậu đậu xanh. Cho thêm titan về sau làm gì? Wow, làm gì? Thực sự mất thời gian. À bây giờ thì đi đào, bây giờ thì phải đánh áo đi đào Kranik ở vậy. Đào đi. Đào Kranik thì rất là nhiều nhé. Ờ nhiều mà. More moments later. Cryo oa. Nhưng mà các cái là thế nào vậy? Mình cần Crystal Shard và Essence of Alien. Chắc là Crystal Shard thì có nhiều không? Mong là nhiều. À cũng trông anh vẫn shotgun. Wow, mẹ thế mà còn tẹo Crystal Shard á. Thế sao làm? Tôi làm Crystal Dart. Discord mẹ. Bảo sao? Lại xuống đà tiếp. Đi cơm mẹ ra không nữa sớm. Đeo đỡ được. Mình có 16, mẹ lại xuống đào. One eternity later. Ơi à, lại đào đào part 2 xong. Quá wow, mất gì đấy. Đây nếu chú muốn này. Ờ thì đây Hasty Ambrosia Ampost là kết hợp với những cái gì nhỉ? Crimson. Ui, phải lìn tất cả, chú có tất cả những cái này nhỉ? Ờ. Phải lìn thật. Ôi. Chúa. Hasty Ambrosia and Pulse này 25% increase mining speed, 5% increase damage reduction and increase life regen, poison free chill, frostburn and venom immunity, honey like life regen with no longer speed penalty. Tức là thông thường thì các cái hiệu ứng honey mà để mà cho mình life regen đấy thì sẽ cho mình bị mất đi một chút tốc độ chạy, nhưng mà with no speed penalty thì ngon rồi. Most be hornet enemy and projectile do 50% 75% damage to you, tức là nó giảm đi 25% damage từ những cái con quái liên quan đến hornet hay bee là thế. Provide cold protection in that mode. Tôi như tôi vứt ra quick stack hết các cái đống o ở trong hòm rồi đấy. Ủa, thế nào? À được crystal shard này. Nhưng mà chẳng lẽ roll rồi. Vẫn đang phân vân, roll thì có vẻ là hơi ít đồ, còn roll quá. Có cái Balarag cũng quá là vui này, nhưng mà thôi. Dùng đồ mod. Make up cho Mai. Roll đi. Roll. Mà chẳng lẽ chỉ có mỗi cái crystal. Đúng chỉ có mỗi cái này. Thank you. Đây. Roll damage này. Roll projectile throw out critical strike travel này. Roll stealth build guy not at cái này. Separate 5% increase roll damage. Được thôi á. Đánh tiếp ạ. Đánh tiếp khỏi gen. Đang sầm xét các thứ bão tuyết vẻ. Tránh cái projectile còn khoai gen đủ mệt rồi, chứ không phải tránh cái đống rơi trên sở. Nhưng mà đằng nào gọi nó ra thì nó cũng mưa tuyết mà. Ai ui. Vậy thì set bonus thêm 5% roll damage. Cái thịt mẹ. Wow, best set bonus ever. Ok, sure. Đang sáng à? Hả? 5 giờ sáng à? Ok. Đây, khoảng nhưng mà chắc là tôi làm cái thử là cái đội piercer xem. Là crystal piercer này. Endless crystal weaver. Oh. Wow, this fat. Rồi, xong rồi. Lỡ chết cho tôi đứng đi.
Ôi dồi. Hết rồi. Ờ, đợi đến tối thì quay ra đánh em. Liệu đánh con gì trước? Đánh con... chết toy. Ờ, chết toy rồi. Bây giờ lại buộc phải đánh theo kiểu công bằng văn minh. Công bằng á? Tức là mình không thể làm một chi gì ngày trước ấy, con sâu nó bay ấy mà. Con sâu nó bay thì bệnh như con điên mà. Chuyển về tối đi. Đánh nhanh thôi, không được thì chịu. Ôi dồi mẹ, thì xử ấy. Các cái ấy của nó giật điện các thứ đấy. Là rẻ. Là rẻ rất là tùm lum này. Là rẻ nó rất là màu sắc ấy. Sặc sỡ. À thì phải thuốc. Là phải thuốc lên. Nghe có vẻ không ổn rồi. Đéo ổn một tí nào rồi. Đéo ổn một tí nào. Là rẻ tùm lum này. Vồn thật. Tôi nghĩ là cần cái platform dài hơn ấy. Chứ platform cái kiểu này không ổn. Sống thì... chưa, sống chưa, sống chưa. Sống rồi, sống rồi. Prop hấp diêm tôi đây. Ồ, thằng kia chết rồi chứ mày, chú chết vậy, tôi cứ tưởng. Chưa, có chắc phải chết cho nó not on me. Uầy, giỏi, uầy, giỏi, uầy. Mẹ hàng ti tỉ còn prop. Help. I'm about to die. Ai, đi mẹ cái lồi cậu. Đang dùng cái rod ở Discord để té cho khác mà cuối cùng lại kích ra ngoài màn hình. 16 giây, 16 giây. Chỉ subscribe. Ăn hành là có thật. Khó nhỉ. Tức là tôi phải cần một cái platform rất là dài thì mới có cơ hội là chạy được ý. Kiểu Holy thế. Arrow. Nói như nào nhỉ. Còn cái Swan không? Anh thử lên lần nữa. Đấy, cần đéo được. Ở bên nào đấy? Bên trái à? Ôi dồi. Có gì bay thẳng ở bên phải. Ây! Mẹ khốn thế! Thôi mày, thôi. Phốp thì chuyển cái Claymore chém xung quanh. Vâng, make sense. Chứ cha biết được đánh cái mẹ gì. Tôi vẫn nhìn thấy người lắm mà. Rất là dài khác. Long boy. Thôi bây giờ thấy rồi. Biết lại đi. Người nó cũng chả hẳn là mất nhiều lắm. Chả Mark. Biết được đánh cái gì bây giờ con Deathstroy nó lại hiện. Ờ thì bè nè. Tôi không biết tôi phải đánh cái gì. Dad pistol chứ. Dad pistol. Dad rifle. Yep. Dad rifle thì hơi chậm. Không kéo đánh mấy con khác ấy dễ hơn. Ờ có khi đánh mấy con khác còn dễ hơn. Holy fuck, ăn hành cực mạnh. Ôi rồi rồi. Bắt đầu cảm thấy thấm hành rồi đấy. Thấm mùi hành. Sấm đi. Mẹ chát thẳng mặt 200 máu cho chơi. Defend cũng bằng thừa. Defend bằng thừa. Wow, 900... Bắn thuốc đi, chú bắn thuốc đi, chú bắn thuốc đi. Để tôi cố cái đam vào con kia. Rồi mẹ ơi. Mà mấy giờ tối rồi? À, 1 giờ. Ôi địt mẹ, đéo kịp. Có khi còn đéo kịp. Lại kích ra bằng đỉnh. Jesus fucking Christ. Chú có thể chuyển từ ngày đêm sang nhanh được không? Kiểu sáng một cái biết được.
thì khó. Ui dồi mẹ tí đi. Ồ ồ ồ. Sống đi, sống đi, sống đi. Có vẻ ổn đấy. 13% thôi. Rất gần mà lại rất xa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bay ra đây, bay ra đây. Rồi, 8%, 8%. Mẹ đâu rồi? Lại Argo chú đấy mà tôi không bắn. Ấy rồi rồi. Nó lại còn mỗi cái đầu. Không không, tôi nhìn thấy cả người đó, tôi vẫn nhìn thấy cả người đó. Kiểu biết hình ảnh ấy. Chết rồi, chết, 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 chết. Ui giời ơi, holy fuck. Rời chỗ tôi chết ấy. Holy. Is mẹ ăn hành cực mạnh. Ngậm hành. Ở trên đầu có mấy cái The Destroyer đấy. Ở trên. Ui giời, phốp mẹ, chà phốp. Mẹ cha là phu đồ. Holy fuck. À, cái gì đánh đây? Cụ. Tao sợ hơn rồi. Tôi bắn nó bằng coi gun đấy. Coi gun là phải đi. Cái kiếm tôi chả đánh gặp cái. Cái Dark Vision Blast Rifle thì mẹ chậm thay cả cứt. Vậy thì vẫn chết rồi. Không được, đang thâm máu quá. Ơ được rồi. Biệt kiếm. Tập sau đi kiếm live food. Live food thì sai. Cho dù là mình đánh một con mà hơi khó tìm. Rồi whatever. Ok, mở cái túi ra. À được cái bộ của ấy này. Bộ của nhà phát triển mod hay là nhà phát triển game gì đấy. Chắc là nhà phát triển mod. Tên là gì? Andromaden bot. Andromaden của Jofeden developer item đại đại thế. Chắc là của mod rồi. Ôi, nghỉ đây. Đang nào thấy số đặt cơm khổ quá. Ok mà tập này bắt đầu ngửi thấy cái mùi hành nó rõ ràng hơn rồi. Mùi cái mùi hành nó hơi bị hăng hăng hơn rồi đấy. Rồi mình có thể mừng tượng ra được cảnh hai thằng phải suffer thế nào khi mà đánh những con boss Pokemon non trong là còn dead mode nó khổ thế chứ. Được không nó tệ lắm, tập sau chắc chắn là sẽ đánh con The Twin và con Skeleton, nếu như được thì có thể Plancha luôn, nhưng mà chắc là cũng tiên phụ thuộc vào ông việc ông kia ông ấy sẽ gì chả gọi là process off screen nó nhanh hay không thì sẽ đánh được từng đấy thôi. À còn thì tập sau thì sẽ là thì mình đang coi nghĩ là tập sau thì mình sẽ kiểu là bị delay ra một vài ngày một chút, bởi vì làm sao, bởi vì tập sau thì sẽ lại bị vướng vào cái bản cập nhật 1.4 của Terraria đấy, thì mình sợ là các cái mod mà mình đang chơi với ông bạn của mình đây thì sẽ cần phải một khoảng thời gian nữa để mà nó có thể là cập nhật lên để cho nó tương thích với cái bản 1.4 của Terraria. Thì chắc là còn khi mà ra Terraria 1.4 thì mình sẽ làm một vid nhỏ nhỏ để chắc là mình không nghĩ cái vid nó sẽ nhỏ đâu, mình đang tưởng tượng trong đầu cái vid đấy chắc nó cũng phải cả tiếng đồng hồ đấy. Để mà nói về các cái thay đổi của bản 1.4 của Terraria này. Thì mong mọi người có thể theo dõi được cái video đấy cho mình nhé. Right, thì tập thứ 7 trong series Terraria Calamity Combo của mình xin dừng lại tới đây. Mọi người kiến đóng góp cho channel của mình ở series của mình được hoàn thiện hơn thì các bạn hãy viết một comment. Riêng là mình sẽ đọc hết rồi. Và mong mọi người sẽ tiếp tục cho ủng hộ mình trong thời gian tới. Thì nếu như bạn thích gameplay này, bạn có thể like cho nó. Nếu bạn thích gameplay này hơn nữa thì subscribe cho mình. Và nếu được hơn nữa thì mọi người chia sẻ gameplay này cho bạn bè, các bạn, những người cùng sở thích chơi Terraria hoặc là Stardew Valley để mọi người biết được channel của mình nhiều hơn và channel của mình được mở rộng hơn. Thì nếu như có những câu hỏi gì về gameplay của mình hoặc là về gọi là các kiến thức cơ bản về Terraria hay là Stardew Valley thì mọi người có thể viết ở phần comment, dĩ nhiên là mình sẽ trả lời hết theo tầm hiểu biết của mình. Thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tiếp theo ở Terraria Calamity Combo trong channel của mình.